Hải quân Mỹ đã bắt đầu phát triển pháo điện từ cách đây hơn một thập kỷ và đã tiêu tốn hơn nửa tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. Cơ quan năng lực chiến lược của Lầu Năm Góc sau đó đã tiếp tục đầu tư thêm 800 triệu đô để nâng cấp năng lực phòng vệ của pháo điện từ cũng như chỉnh sửa các loại pháo hiện nay để có thể bắn đầu đạn kỹ thuật cao của pháo điện từ. Hải quân Mỹ hiện nay đang sở hữu một bản thiết kế pháo điện từ có thể bắn 10 phát trên phút qua một nòng pháo chịu được 1.000 phát bắn. Ngoài tốc độ cao, pháo điện từ cũng có ưu thế về trọng lượng cũng như độ gọn nhẹ. Một tàu khu trục thông thường của Hải quân Mỹ có thể mang theo nhiều nhất là 96 quả tên lửa hành trình tấn công hoặc tên lửa đánh chặn. Song, một chiến hạm trang bị pháo điện từ có thể mang tới 1.000 đầu đạn, cho phép nó đánh chặn hữu hiệu những tên lửa đang lao tới hoặc là tấn công các lực lượng địch trong khoảng thời gian lâu hơn và tốc độ khai hỏa cũng nhanh hơn.